Xin chào các bạn, hôm nay Sống Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một cái chủ đề khá là đắng với một số người. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng đây là một cái đề tài mà rất là nhiều người thứ ba muốn từ bỏ cái con đường, từ bỏ cái vị trí của người thứ ba. Họ thực tâm muốn từ bỏ, thì video này sẽ là một cái video rất là chân thực, phản ánh cái việc mà người thứ ba bị quả báo trong những cái việc mà người ta đã từng làm người thứ ba. Thì đối với một số bạn, nếu không đủ can đảm thì bạn hãy bỏ qua video này. Còn nếu một số người nào đó mà quyết tâm muốn từ bỏ con đường làm người thứ ba, thì đây sẽ là một cái video có thể nói là ủng hộ cho bạn, giúp cho bạn mạnh mẽ hơn trong cái tiến trình muốn rời xa một người đàn ông mà bạn có thể nói rằng bạn yêu thương người đàn ông đó. Bạn có thể trở thành một người thứ ba trong những cái tình huống bất đắc dĩ, hoặc bạn bị lừa, hoặc là bạn vô tình bị trở thành một người thứ ba. Cái ý mà tôi nói là vô tình ở đây là sao? Có những người phụ nữ không hề biết rằng người đàn ông đó đang có vợ. Tôi ví dụ như trường hợp sau, vợ của anh ta đi nước ngoài, hoặc là vợ của anh ta làm bệnh viện vào ca đêm và họ cố định vào buổi tối. Thế nên là người đàn ông đó ở xa bạn, họ hoang mang rằng họ chưa có gia đình, hoặc họ đã ly hôn, thậm chí họ có thể nói dối với bạn là vợ họ đã chết. Và họ đã ly thân với vợ họ nhiều năm. Đương nhiên là video call bạn nhìn thấy anh ta hàng ngày, và bạn tin chắc rằng cái việc mà anh ta có thể nghe điện thoại hoặc là cho bạn nhìn thấy tất cả mọi thứ, bạn đã đinh ninh người đàn ông này không có vợ đâu. Và đặc biệt hơn là khi mà bạn cần thì anh ta có thể đến bên bạn bất cứ lúc nào. Cái điều này cũng không thể khẳng định là người đàn ông đó chưa có gia đình bạn nhé. Thế nên là trong cái tình huống này, người phụ nữ bị lừa thì tôi nghĩ rằng rất là khó có thể nhận biết được. Chỉ có một cái cách duy nhất, đó chính là bạn phải trực tiếp đến nhà và gặp người thân của họ. Mà trong một số tình huống, người thân của họ lại là những cái người mà họ mượn, mướn, nhờ. Thì cái việc này bạn đã bị người ta cố gắng, coi như là cố tình sắp đặt một cái sự gài, lừa dối bạn rồi. Thì bạn không thể nào mà trở tay kịp với những cái âm mưu xấu như thế. Tuy nhiên trong một số các trường hợp thì tôi vẫn thấy rằng cái hình thức mà chính thức nhất mà bạn muốn hiểu rõ về một người đàn ông có gia đình hay không á, thì chỉ căn cứ vào cái việc mà giấy xác nhận tình trạng độc thân của họ, thì bạn mới có thể khẳng định là người đàn ông này chưa có một cái mối quan hệ với một người phụ nữ khác trong vai trò là vị hôn phối vào cái thời điểm mà bạn có và nhìn thấy cái tờ giấy xác nhận độc thân của anh ta. Đây chính là cái điểm trọng tâm nhất cho cái việc mà xác định người đàn ông đó có vợ hay không. Vậy thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn những cái điểm mà người phụ nữ làm người thứ ba, muốn buông bỏ một cái mối quan hệ là người thứ ba, thì có những cái rủi ro nào, những cái điểm nào mà bạn cần phải nên suy nghĩ lại, tức là bạn cần phải suy xét khi mà đang bước trên cái hành trình làm người thứ ba, và cái việc mà bị quả báo khi mà làm người thứ ba nó như thế nào. Và có nhiều người sẽ không tin, nhưng mà nhân quả là một cái quy luật sống chứ không phải là đạo. Do đó bạn là đạo Tin Lành, bạn là đạo Thiên Chúa hay là đạo Phật thì cũng phải chịu những cái hệ lụy của nhân quả như sau. Trong quá trình mà tôi tư vấn thì tôi đã nhìn thấy những cái vấn đề này và tôi sẽ chia sẻ cho bạn ngay bây giờ đây. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn 8 cái vấn đề mà người thứ ba sẽ bị quả báo. Và trong quá trình mà tôi tư vấn cho những người thứ ba, hoặc là tư vấn cho những người vợ, hoặc là tư vấn cho những người đàn ông đang có mối quan hệ với người thứ ba, thì họ đã chia sẻ với tôi những điều này. Và tôi xua với bạn, tôi chắc chắn với bạn rằng đây là những thông tin hoàn toàn là có thật. Cái gọi là cái sự quả báo đầu tiên nặng nề nhất đối với người thứ ba đó là tình trạng con bị chết. Các bạn nghe không lầm đâu nhé. Năm 2023, tức là năm từ đầu năm đến giờ đó, thì hoặc là cuối năm 2022 đến bây giờ là khoảng cỡ chừng 3-4 tháng này thôi, mà tôi đã tư vấn cho hai người vợ, hai người phụ nữ đang làm vợ, và họ nói về cái mối quan hệ của chồng họ với người thứ ba. Và hai người phụ nữ đó đều chia sẻ với tôi rằng con của người thứ ba đã bị chết. Trường hợp thứ nhất là vừa mới sinh ra bị mất tại bệnh viện. Còn một trường hợp thứ hai là chơi ở nhà bị té xuống ao và mất. Mà đứa con đó là 2-3 tuổi rồi, lẫm chẫm biết đi, người mẹ không có nhà. Người mẹ thì đang trong cái lúc mà nhắn tin cho chồng của họ, thì con rớt xuống ao.
Đó là những cái điều mà không phải là một lời hù dọa, nhưng mà đó là những cái nỗi buồn của người thứ ba, đúng không nào? Cái quả báo thứ hai mà người thứ ba thường gặp đó chính là sau khi mà làm người thứ ba kết hôn phải đấu đá với một người thứ ba khác, tức là họ bước vào hôn nhân thì họ lại xem lại các bộ phim mà chính họ đã là nhân vật chính nhiều năm trước đó, trước khi lấy chồng á. Họ ghen tuông, họ phải đi đấu đá với một người thứ ba khác. Quả báo thứ ba mà người thứ ba thường hay gặp đó chính là cái dấu hiệu bị ghen hoang tưởng khi mà kết hôn. Tức là đây là một cái loại bệnh liên quan về mặt tâm thức, do người đó đã từng có nhiều quá khứ tan vỡ với những người tình trước đó, nên hình thành một cái tâm lý hoảng sợ khi mà sợ bị mất hoặc là bị chia tay. Với những người mà ở trong trạng thái kích động họ, ví dụ như là có một người phụ nữ nào đó yêu đơn phương chồng của họ, nhưng mà do cái tâm lý quá nhạy cảm của họ đánh thức vào cái tiềm thức từng đổ vỡ trước đó nhiều lần với những mối quan hệ, và đồng thời cộng với sự tác động của môi trường, nó khiến cho người ta không tin tưởng vào đối tượng mà đời, và sinh ra một cái biểu hiện ghen hoang tưởng. Nếu mà cái tình trạng ghen hoang tưởng mà không được chữa trị đến nơi đến chốn thì sẽ phát sinh ra một cái loại trạng thái gọi là trầm cảm. Vì ghen tuông, vì nóng giận mà người đó có thể có những cái hành vi mà chính họ không thể kiểm soát được bản thân khi mà đưa ra những hành động đối với những người sống xung quanh, và thậm chí là rất là cay nghiệt với cái người bạn đời. Đây là một cái trạng thái bị bệnh thật sự. Còn cái hình thức bị quả báo thứ tư đó chính là có rất là nhiều người thứ ba khi đến tư vấn cùng với tôi, họ đã nói rõ một cái sự thật là họ bị xấu hổ, họ bị nhục nhã vì bị bắt tại trận tại khách sạn. Vì những cái tâm lý khổ sở, xấu hổ, bị khinh ghét khiến cho họ bị cùng quẫn trong trạng thái trầm cảm và rối loạn tiền đình khi mà suy nghĩ quá nhiều về một sự việc mà không tìm được lối thoát, vì họ cảm thấy ê chề trong lúc mà bị bắt. Đó. Và cái tâm lý khổ sở khiến cho họ đau đớn hơn, đó chính là cái hình thức họ bị quả báo ở cái dạng thứ năm, đó chính là mất chức, mất việc làm. Họ phải nghỉ làm ở nơi mà họ đã có nhiều năm cống hiến, họ đã xem nơi làm việc của họ là bước đệm, bước thăng tiến. Đó là cái vị trí điểm đích cuối cùng cho cái sự phấn đấu hành trình lao động của họ, nhưng mà họ không thể giữ được vị trí của mình nữa bởi vì mất uy tín hoặc là bị cách chức hoặc là bị một số các vấn đề về tâm lý khiến cho họ phải muốn nghỉ việc ở nơi đó để tìm một nơi khác chẳng hạn. Và hình thức quả báo thứ sáu đó chính là họ bị xem thường, tình yêu thì không có được, họ mất đi những cái mối quan hệ, ví dụ như bạn bè. Khi mà một đối tượng nào đó cặp bồ cặp bịch với bạn bè, rồi ngủ với nhân viên cấp dưới, ngủ với sếp, hoặc là những cái mối quan hệ mà người thân trong gia đình hoặc là bạn bè gọi là trong gia đình, thì những cái điều này tuy rằng người thứ ba đều nói rằng tình yêu của họ không có lỗi và họ nghĩ rằng tình cảm của họ là không sai, tuy nhiên là không sai với một người nhưng mà lại sai với nhiều người và chẳng đúng với nhiều người, thì đây lại là cái điểm mà khiến cho người thứ ba có cảm giác mình bị xem thường, khinh rẻ. Và cái hình thức thứ bảy của việc trả báo đó chính là hiện tượng phá thai. Họ sẽ trực tiếp sát hại một cái sinh mạng, đó là cái mầm sống khi mà đang nằm trong trứng loãng, và khiến cho họ phải đối diện với cái sự hối hận nhiều năm về sau. Vì đây là một số những cái ký ức trong cuộc đời của họ mà họ không thể bôi xóa được, và họ sẽ xem đó là một vết nhơ, họ sẽ xem đó là một cái lỗi lầm và họ day dứt về điều đó rất là nhiều. Và hình thức thứ 8 trong cái vấn đề họ bị quả báo đó chính là họ gặp xui xẻo trong làm ăn, họ bị thua lỗ, đầu tư vào đâu thì cũng thua, chẳng thể thắng được, gặp tai nạn giao thông hoặc là gặp mà những cái biến cố rất là bất an, không thể ngủ được, thường hay mơ loạn thần, hoặc là bị bệnh tình dục. Vì chính yếu cái việc hoạt động tà dâm làm người thứ ba đó chính là hình thức phá phước của chính họ. Thế nên là tiền bạc thì tự nhiên bị hao hụt, mọi mối quan hệ làm ăn thì bế tắc, bạn bè thì đẩy họ đến một cái bước là lúc nào cũng muốn tranh cãi. Tức là
họ đang rơi vào cái trạng thái tổn phước, mà người á tổn phước á thì mất tiền, hết phước thì mất mạng. Đó chính là những cái lý do mà chúng ta không nên bước vào cái con đường làm người thứ ba. Tôi vẫn hy vọng rằng video này cũng đủ làm cho bạn cần phải nhận định lại, xem xét lại và nên dừng lại nếu mà bạn đang muốn rời bỏ một vị trí của một người thứ ba. Nó không tốt đẹp mà nó chỉ là cái con đường phá đi những cái phước đức mà bạn đã nhiều năm vun bắp cho chính bạn. Hoặc là bạn phải nhận thức rằng đây là cái việc bạn nên dừng lại khi không có cái sự lựa chọn nào tốt hơn bạn nhé. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ của tôi.